Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin tiếp theo trên kênh Phonus TV. Xin gửi tới quý vị và các bạn những thông tin mới nhất cập nhật về giá cà phê hôm nay, ngày 4 tháng 1 năm 2024. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cho kênh trong thời gian vừa qua. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Thưa các bạn, giá cà phê hôm nay, ngày 4 tháng 1 đồng loạt sụt giảm trên thị trường thế giới và trong nước, ghi nhận kết thúc phiên giao dịch sáng nay theo giờ Việt Nam tại sàn London. Giá cà phê Robusta ở kỳ hạn ra tháng 3 năm 2024 giảm thêm 49 USD trên tấn với mức giảm là 1,75%, xuống mức giao dịch là 2.755 USD trên tấn. Trong khi đó ở kỳ hạn giao tháng 5, giá cà phê giảm đi 45 USD trên tấn với mức giảm là 1,65%, xuống mức giao dịch là 2.687 USD trên tấn. Nếu quy đổi theo tỷ giá đồng USD, hiện giá cà phê ở kỳ hạn giao tháng 3 và tháng 5 trên sàn London tương đương với mức giá là 66.800 đồng và 65.200 đồng một kg. Các mức giảm đáng kể, khối lượng giao dịch thì duy trì ở mức trên trung bình ở kỳ hạn giao tháng 3, cũng đã giảm với giá cà phê Robusta. Giá cà phê Arabica trên sàn New York đảo chiều giảm mạnh trở lại. Ở kỳ hạn giao tháng 3 năm 2024, giá cà phê giảm đi 3,9 cent trên pound với mức giảm là 2,05%, xuống mức giao dịch là 186,25 cent trên pound. Trong khi đó, ở kỳ hạn giao tháng 5, giá cà phê giảm đi 3,55 cent, xuống mức giao dịch là 184,1 cent trên pound. Các mức giảm mạnh, khối lượng giao dịch thì duy trì ở mức rất cao trên mức trung bình. Thưa quý vị và các bạn, giá cà phê tiếp đà giảm do xuất khẩu cà phê toàn cầu tăng. Giá cà phê hôm thứ Tư giảm nhẹ với cà phê Arabica giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tuần và cà phê Robusta thì giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tuần rưỡi. Nguồn cung cà phê toàn cầu tăng đã gây áp lực lên giá. Sau khi tổ chức cà phê quốc tế ICO báo cáo rằng xuất khẩu cà phê toàn cầu trong tháng 11 tăng 4,1% so với cùng kỳ lên 10,61 triệu bao và xuất khẩu cà phê từ tháng 10 đến tháng 11 tăng 3,1% so với cùng kỳ ở mức 20,25 triệu bao. Ngoài ra, sự sụt giảm của đồng Real Brazil vào hôm thứ Tư giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tuần so với đồng USD là điều tiêu cực đối với giá cà phê. Đồng Real yếu hơn đã khuyến khích việc bán xuất khẩu của các nhà sản xuất cà phê của Brazil. Thưa quý vị và các bạn, về tình hình giá cà phê trong nước, sáng nay khu vực các tỉnh Tây Nguyên và miền Nam, giá cà phê tiếp đà giảm với mức giảm từ 700 đến 800 đồng trên 1 kg. Sáng nay giá cà phê trong nước được thu mua với mức giá là 66.500 đồng tới 67.500 đồng 1 kg. Ghi nhận tại tỉnh Lâm Đồng, khu vực huyện Lâm Hà và thành phố Bảo Lộc, sáng nay thu mua với mức giá là 66.500 đồng và 66.400 đồng 1 kg. Trong khi đó ở các khu vực như huyện Đức Trọng, huyện Di Linh, mức giá cũng được thu mua là 66.500 đồng và 66.400 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk, khu vực huyện Cơ Mờ Ga, sáng nay ghi nhận quanh mức 67.400 đồng 1 kg. Tại khu vực huyện Ea Leo và thị xã Buôn Hồ, mức giá là 67.300 đồng và 67.400 đồng 1 kg. Ở các khu vực khác như huyện Cư Quyên, Krông Năng và huyện Krông Bắc, giá cà phê thu mua quanh mức là 67.300 đồng và 67.200 đồng 1 kg. Tại tỉnh Gia Lai, khu vực thành phố Pleiku và huyện Ea Grai, sáng nay thu mua quanh mức giá là 67.300 đồng 1 kg. Ở khu vực huyện Chư Rông và huyện Chư Sê, mức giá là 67.200 đồng 1 kg. Tại tỉnh Đắk Nông, khu vực thành phố Giang Nghĩa, giá cà phê được thu mua quanh mức 67.300 đồng 1 kg. Và ở khu vực huyện Đắk Lấp, huyện Đắk Song, mức giá là 67.200 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Kon Tum, khu vực ở huyện Đắk Hà và huyện Ngọc Hồi, mức giá là 67.200 đồng 1 kg. Tại khu vực huyện Đắk Lây, giá cà phê là 67.100 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Đồng Nai ghi nhận ở mức là 67.300 đồng 1 kg và tại khu vực tỉnh Bình Dương, mức giá là 67.500 đồng 1 kg. Đối với giá cà phê giao tới các kho quanh cảng thành phố Hồ Chí Minh, sáng nay ghi nhận quanh mức giá là 67.600 đồng 1 kg. Còn trên thị trường tự do, giá cà phê nhân xô được các công ty và đại lý thu mua quanh mức giá là 67.500 đồng 1 kg. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi những thông tin cập nhật giá cà phê sáng nay. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bản tin tiếp theo.